Thank you.
Mày đem về hết cuốn đó mày làm gì? Mày đi mua cái đùi mà nó hết cái đùi rồi. Cái đùi nó 70 đùi lắm, 100 thôi. Đùi cũng dơ quá, cái đùi à. Cái địa chỉ lại nha. Này mở ba. Số điện thoại là 408 270 0600. Cái biệt hồn. Ngon vậy đó. Cây về nó cuốn mấy cây rồi. Phải nắc quá hả? Tầm nhận tiền có thời chứ. Mất rước rồi. Hả? Đắng quá hả? Vì Thảo nói cà phê đây đắng. Nên là bạn nào thích uống ngọt là ở đây không rước ha, này đắng. Ai thích uống cà phê đắng là rước. Mà hôm nay đợi quá chừng là tàn đồng kìa. Tổng thiệt hại của ngày hôm nay là 96 đồng 74. Chưa tính tiền tiếp nhưng mà cái này mình ăn 4 người thêm phần tu âu nữa coi như là 5 phần. Cũng giá ok hả? 20 đồng phần. Ngon không cô bé? Ok. Cô bé thích ăn nước mà ha. No quá nè, giờ no về mày phở ba ba ha. Cái mình chỗ đó còn dưới phở Bắc hình như cũng còn ha. Mà hôm nay mọi người đi ngoài đường ăn đông quá hả? Không, không tiệm lúc nào cũng đông vậy. Tiệm lẻ đông mà. Tiệm lẻ lúc nào cũng vô cũng lướt lại lại. Nhưng mà cũng lẻ, đi vô cũng lẻ. Mà thấy người ta đợi ăn ngoài ngồi ngoài đường cũng được nữa nè. Đông ghê. Hôm nay trời âm u, bầu trời đen thui lui rồi. Mát là trời mưa nè. Trời tết thui rồi trời. Nguyên từng nay mưa đó. Ừ. Mà đằng kia mưa kìa bên quen. Đằng kia mưa nè, thấy không? Thấy đằng kia mưa không?